Ông quán các Phật Pháp như thế, thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp, mà trong các cõi chẳng chấp trước, ly trần quang thần vào môn này. Ông quán các Phật Pháp như thế, hiện tại kêu hết thảy chúng sinh, hãy quán sát Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, Pháp của tất cả chư Phật ba đời đều như thế. Như thế là như thế nào? Nói tóm gọn tức là ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, thần thông biến hóa của Phật, 84.000 pháp môn đều như thế. Như thế lại như thế nào? Tức là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó có câu khẩu dục ngôn nhi tử tán, tâm dục duyên nhi lự vọng. Nghĩa là chẳng có gì đáng nói, cũng tức là như thế. Vậy các Phật Pháp như thế, thì làm thế nào đắc được Pháp như thế, lại làm thế nào đắc được Pháp như như bất động, liễu liễu thường minh? Một câu dưới đây nói rất rõ ràng. Thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp, làm thế nào đắc được Pháp như thế là trong vô lượng kiếp về trước, chư Phật siêng tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si mà đắc được. Từ vô lượng kiếp đến hiện tại, trải qua thời gian dài như thế, siêng tu các Pháp, siêng tu pháp như thế, siêng tu đạo như thế, cho nên hiện tại mới thành tựu quả vị Phật như thế, công phu quả vị Phật như thế, tức là từ hai chữ siêng tu mà đắc được. Khi Phật tu đạo thì chẳng những ngày tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn. Phật vì cầu Phật pháp mà thành Phật đạo,